Ý kiến trái chiều về chuyện tiền tôi đóng nên có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần. Kính thưa quý vị, trước đề xuất chỉ cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đã có ý kiến trái chiều liên quan tới quyền của người lao động và chính sách hưu trí. Việc người lao động nghỉ việc ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần thời gian qua dấy lên lo ngại về chính sách an sinh xã hội. Khi về già, người lao động không có lũy tích lũy thì sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là đa số người rút bảo hiểm xã hội một lần thuộc diện lao động nghèo. Sau 6 đến 10 năm làm việc, khi rời doanh nghiệp phần lớn họ vẫn không có tích góp gì nhiều. Vậy nên khi bị mất việc, không có việc làm, người lao động cực chẳng đã phải rút một cục để trang trải cuộc sống. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người lao động không nên chọn rút bảo hiểm xã hội một lần, nên bảo lưu thời gian đóng hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ số năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Khi vẫn tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95% khi đi khám bệnh, khi về già có lương và hưởng các chính sách hưu trí. Nhằm hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, trong dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án. Phương án 1 là để người lao động được rút hết như quy định hiện hành. Phương án 2, người lao động có yêu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng chắc các chế độ bảo hiểm xã hội. Phương án 2 đang gặp ý kiến trái chiều. Từ quan điểm cá nhân, bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng tiền đóng bảo hiểm xã hội là của người lao động đóng, do vậy không bao giờ được hạn chế quyền rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Cách nào thì cách vẫn phải là quyền tự quyết của người lao động, nhất quyết không được hạn chế quyền của họ. Thực tế bảo hiểm xã hội là tài sản người lao động đóng vào quỹ này nên khi khó khăn thì họ có quyền được tự quyết, không nên sử dụng công cụ quy định pháp luật để hạn chế quyền của người lao động. Bà Hà bày tỏ quan điểm, rút bảo hiểm xã hội một lần là đi ngược chính sách hưu trí. Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, bản thân ông đã nhiều lần nêu phương án khôi phục lại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích, bổ sung thêm chính sách hỗ trợ người lao động. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không được rút bảo hiểm xã hội một lần trong độ tuổi lao động, trừ một số trường hợp do luật quy định như là người mắc bệnh hiểm nghèo, ra nước ngoài cư trú. Ông Huân cho rằng chỉ nên quy định sau 12 tháng nghỉ việc nếu như người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, có nhu cầu rút một lần thì chỉ được rút 1/3, tương đương với phần người lao động tham gia. 2/3 số tiền đóng bảo hiểm xã hội còn lại do người sử dụng lao động đóng thì bảo lưu lại. Số tiền này sẽ cộng dồn thời gian nếu như người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu hoặc tính trợ cấp khi người lao động hết tuổi lao động. Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc người lao động lý luận tiền của tôi nên có quyền rút hết là không đúng mục tiêu của chính sách hưu trí. Để đảm bảo khi về già được hưởng lương hưu hàng tháng, cả người lao động và người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trích một phần tiền lương hoặc thu nhập đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Việc để xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tràn lan như thời gian vừa qua, tất nhiên có yếu tố dịch bệnh thể hiện mâu thuẫn về mặt chính sách khi chúng ta đang tìm mọi cách mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng lại để cho người trong hệ thống bảo hiểm xã hội ra khỏi hệ thống một cách dễ dàng. Điều này thể hiện thất bại trong tổ chức thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh cho người lao động khi về già, suy giảm hoặc là không còn khả năng lao động sẽ không có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu. Chủ tịch thành phố Hà Nội sẽ có chính sách riêng để lương 7 triệu có thể mua nhà. Kính thưa quý vị, nhà ở cho công nhân còn thiếu so với sự gia tăng nhanh của lực lượng lao động. Đó vẫn là yêu cầu bức xúc hiện nay của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng một tháng. Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh với công nhân lao động thủ đô, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội có trên 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động. Năm 2020, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của phần lớn công nhân tiếp tục gặp những khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động, giải thể và phá sản. Tình hình quan hệ lao động, thị trường lao động và đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đã có hàng chục nghìn người lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm, thu nhập giảm sút. Và tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chế độ một lần bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố tăng nhanh. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thành phố và sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp, người lao động và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tình hình phát triển kinh tế xã hội thủ đô và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng đầu năm 2023 đã có nhiều khởi sắc, đời sống việc làm của công nhân lao động dần đi vào ổn định. Năm 2022, tiền lương bình quân chung của người lao động trên địa bàn thành phố tăng hơn so với năm 2021, từ 2,94% đến 3,82%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng một tháng.
Riêng quý 1 năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, với mức thu nhập của người lao động như trên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu do tình hình lạm phát, người lao động phải chịu nhiều chi phí thuê nhà trọ, gửi trẻ, giá hàng hóa tiêu dùng tăng cao. Đặc biệt còn khó khăn hơn đối với công nhân lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất. Ông Lê Đình Hùng phản ánh, vấn đề nhà ở cho công nhân còn thiếu so với sự gia tăng nhanh của lực lượng lao động. Đó vẫn là yêu cầu bức xúc hiện nay của người lao động. Người lao động rất mong muốn được mua nhà ở xã hội với giá cả phù hợp để an cư và lập nghiệp. Về vấn đề việc làm, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn trở lại, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Việc làm và thu nhập của người lao động có nhiều chiều hướng giảm. Đối với các doanh nghiệp lớn có nguồn lực kinh tế mạnh thì gồng lỗ để duy trì lao động. Các doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp không có khả năng tài chính thì buộc phải thu hẹp sản xuất cầm chừng, công nhân làm 5 ngày một tuần hoặc làm việc 15 ngày một tháng và được khuyến khích ứng ngày nghỉ phép của năm sau. Một số doanh nghiệp đã xây dựng phương án cắt giảm lao động cho người lao động nghỉ việc dài ngày, hưởng lương ngừng việc, dẫn đến một số người lao động mất thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động. Để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội, tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KOE Việt Nam cho biết, hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội của người lao động rất cao. Nhưng với mức lương, mức thu nhập của người lao động chỉ tạm đủ cho sinh hoạt hàng ngày, học hành, con cái thì người lao động không thể tiếp cận được với căn hộ riêng cho mình. Vậy thành phố Hà Nội đã có chính sách gì để triển khai thực hiện chủ trương này? Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong chia sẻ, vấn đề phát triển nhà ở xã hội cho công nhân được Trung ương, thành phố, thành ủy, các cấp, ngành vô cùng quan tâm. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, trong đó đã định hướng chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ triển khai kế hoạch này. Hiện Hà Nội cũng đã có nhiều kế hoạch triển khai phát triển nhà ở cho công nhân trong giai đoạn tiếp theo và sẽ tiếp tục và ra soát, dành ra quỹ đất để tiếp tục phục vụ công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, ra soát điều chỉnh quy hoạch để bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với các thiết chế công đoàn phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động. Hà Nội cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đến năm 2030 đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Trong thời gian tới, thành phố sẽ dần đáp ứng được nhu cầu của người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp. Liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân, Chủ tịch UBND TP Trần Sĩ Thanh trả lời thêm về chương trình 1 triệu nhà ở xã hội cho người lao động. Các doanh nghiệp đã tương đối sẵn sàng, thành phố mong muốn cuối năm 2023 và năm 2024 tập trung khởi công một số khu nhà. Thành phố sẽ làm đồng bộ, tập trung quan tâm đến việc công nhân có thể tiếp cận được, không dựa trên khoảng cách địa lý, sẽ có chính sách riêng để công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội. Hà Nội cũng sẽ có chính sách riêng để công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng có thể tiếp cận được với nhà ở xã hội có tính khả thi. Thành phố đang rất quyết liệt nhưng việc này cần thời gian và lộ trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.